Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 10 phút cập nhật. Bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin và truyền thông do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện. Bản tin hôm nay ngày 19 tháng 5 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Facebook cho phép người dùng Việt Nam có thể xem tất cả các video livestream đang phát trên toàn thế giới. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị gia tăng lợi thế cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 5, người dùng Facebook tại Việt Nam đã nhận được thông báo thêm tính năng bản đồ live trên desktop. Người dùng có thể cuộn bản đồ đến các khu vực ưa thích, sau đó ấn vào các chấm xanh để xem bất kỳ video nào. Ngoài ra, Facebook cũng tập hợp sẵn danh sách những video live đang phổ biến nhất ở bên trái màn hình. Để vào bản đồ này, người dùng cần chọn ứng dụng Live Video vừa được bổ sung trên thanh công cụ bên trái giao diện Facebook. Khi chỉ vào một video, tính năng này cũng thể hiện vị trí của những người xem đang xem video đó. Những video có tính phổ biến cao, được xem trên toàn thế giới sẽ có biểu tượng hình tròn to hơn, đồng thời nhấp nháy liên tục. Đại diện Facebook cho biết, tính năng mới này sẽ giúp các video live tiếp cận được với những người xem tốt hơn. Bởi vì trước đây, để biết một tài khoản nào đó đang phát trực tiếp, cách duy nhất là người dùng phải theo dõi cá nhân hoặc trang đó và đợi thông báo từ Facebook. Trước những thủ đoạn tấn công ngày càng phức tạp của tội phạm mạng, mới đây tập đoàn FPT đã hợp tác cùng JOLO triển khai giải pháp tích hợp nền tảng CyRadar của FPT vào trình duyệt di động của JOLO để cung cấp các giải pháp bảo mật cho người dùng. Trước mắt, hai bên sẽ chú trọng vào tính năng duyệt web an toàn trên di động, giúp người dùng chặn các trang web lừa đảo và tiêu diệt các phần mềm độc hại trước khi chúng có cơ hội tấn công thiết bị của người dùng. Bên cạnh đó, với một hệ thống phân tích chuyên nghiệp và cơ sở dữ liệu do FPT cung cấp, trình duyệt JOLO có thể đưa ra các phân tích sâu sắc hơn và cảnh báo chính xác hơn nguy cơ bị tấn công của người dùng trước khi họ kịp nhấn vào những website lạ hoặc tải những file, ứng dụng không rõ xuất xứ, nguồn gốc. Tiếp tục là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Hội thảo triển lãm công nghệ Vietnam Mobile Day 2016 chủ đề Bùng nổ thương mại di động được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Ngày hội sẽ quy tụ phần lớn người làm công nghệ, từ chuyên gia cho đến sinh viên và các cấp quản lý trong các công ty công nghệ. Cùng với các hội thảo chuyên đề về thương mại điện tử và công nghệ, triển lãm giới thiệu sản phẩm từ các công ty khởi nghiệp. Tại ngày hội này, các công ty công nghệ cũng sẽ tiến hành hoạt động tuyển dụng tại chỗ. Microsoft Việt Nam cho biết đã đạt được thỏa thuận bán mảng điện thoại thường cho FIH Mobile và HMD Global với giá 350 triệu đô la Mỹ. FIH Mobile thuộc tập đoàn công nghệ Hon Hai Foxconn, trong khi HMD Global có trụ sở ở Phần Lan. Là một phần trong thỏa thuận, FIH Mobile sẽ chịu trách nhiệm quản lý Microsoft Mobile Việt Nam, nhà máy sản xuất điện thoại Nokia của công ty tại Bắc Ninh. Khi hoàn tất giao dịch, khoảng 4.500 nhân sự sẽ được chuyển giao hoặc có thể gia nhập FIH Mobile hay HMD Global theo luật địa phương. Với chủ đề đổi mới và sáng tạo, nhân tố then chốt nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập mới, sáng nay ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Dữ kiện Quốc tế IDG đã tổ chức hội thảo triển lãm Banking Việt Nam 2016. Theo Viện Chiến lược Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự hội nhập kinh tế sâu rộng được kỳ vọng mang lại cho các ngân hàng thương mại Việt Nam cơ hội được tiếp cận thị trường nước ngoài, chuyển giao công nghệ quản lý ngân hàng hiện đại, tăng cường tính minh bạch cũng như sự hình thành các hình thức mô hình kinh doanh kiểu mới. Tuy nhiên, cùng với đó là áp lực kinh doanh từ các ngân hàng nước ngoài ngày càng tăng lên, khiến không ít ngân hàng nội địa trăn trở. Do đó, để không bị bỏ lại tại thị trường nội địa, các ngân hàng cần đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu ngân hàng và năng lực quản trị của mình bằng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, đầu tư hợp lý. Chúng ta coi như là bỏ tiền ra để trích lập dự phòng rủi ro rất nhiều mà ta lại không đầu tư cho cái hệ thống IT và cái hệ thống quản trị rủi ro cho nó tốt hơn, thậm chí là chúng ta phải thuê các chuyên gia thẩm định tốt hơn về mặt coi như phương diện kỹ thuật, bởi vì cán bộ ngân hàng thì không thể hiểu nhiều về mặt kỹ thuật. Thì tôi cho rằng là nó sẽ rất là lợi ích. Và một cái điểm nữa mà các bạn thấy rằng nó cũng rất là tiện lợi IT áp dụng cho đó là các cái công ty xếp hạng tín nhiệm họ sẽ link được với nhau, họ sẽ kết nối lại với nhau để mà trao đổi mặt thông tin. Song đó, hiện 52% dân số Việt Nam đã tiếp cận được đến Internet từ các thiết bị di động, máy tính, nên các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để thật sự hấp dẫn, chiếm được niềm tin của người dùng thì việc đổi mới dịch vụ cũng là điều buộc phải quan tâm đến. Và bằng cái việc là chúng ta cung cấp những dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán online thì nó sẽ làm cho cái khách hàng sẽ được giao dịch tiện lợi hơn. Và VTBank luôn để là nếu khách hàng có được những tiện lợi thì VTBank sẽ có được những giá trị của mình. Hầu hết khách hàng đều nghĩ rằng giao dịch qua điện thoại di động là không an toàn, và đó là một cái quan điểm tương đối là sai lầm, nhưng mà nó rất là hiện hữu trong hầu hết tất cả người dân. Và đây là cái việc chúng ta làm sao cũng phải truyền thông để giúp cho khách hàng hiểu rằng giao dịch qua mobile banking cũng an toàn, đôi khi còn an toàn hơn cả giao dịch tại chi nhánh. Diễn ra song song với hội thảo là triển lãm công nghệ ngân hàng 2016 thường niên, lớn và quy mô nhất trong số các sự kiện ngân hàng của năm. Triển lãm lần này quy tụ 30 đơn vị trong và ngoài nước với những sản phẩm công nghệ, giải pháp công nghệ thông tin mới và hiện đại nhất, giúp cho người dùng trong nước được trải nghiệm và có cái nhìn chân thực nhất về công nghệ ngân hàng hiện nay. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.